Xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nana TV. Nói chung là bây giờ đi câu cá đấy là cũng câu nát cái khu nghỉ dưỡng, câu nát cái khu bờ la da, câu nát cái khu cabin rồi. Bây giờ là chỉ còn mỗi một cái nơi này thì tôi còn thiếu hai cái con cá có vương miện, đó chính là đường cống ngầm. Thì đây cũng là một địa điểm được đánh giá là cái địa điểm thơm nhất trong cái tựa game Play to Radar này. Cho nên là nói chung là cũng ít người đi câu, thì nói chung là ai nước ngoài vẫn có người đi câu bình thường mọi người ơi. Tôi quên, nói chung là bình thường là tôi hay xuống đây tôi câu là tôi vẫn gặp người nước ngoài họ câu. Thì nói chung là dưới đây đó là tôi còn thiếu hai cái con cá, một con là bóng bốn có vương miện, đó chính là cái con hải cẩu có vương miện, cái con thứ hai là cái con bóng năm có vương miện, đó chính là cái con cá mập trắng khổng lồ thay ma vương miện. Dầu khơi thì đây chính là một cái bóng bốn. Nói chung là câu dưới đây nó có một cái khó khăn, đó chính là bóng nó nhìn nó hơi mờ, cái thứ hai là cá nó táp nhanh quá, nó táp rất là nhanh luôn, mình phải bấm nhanh như tôi vậy đó mọi người ơi. Dầu khơi lên con gì đây, đó hải cẩu bắt cực thay ma cũng đẹp. Nói chung là hải cẩu thì con nào nó cũng đẹp cả, nhưng mà vẫn thiếu cái vương miện, vẫn chưa câu được. Dầu khơi thì hôm nay là sẽ tập trung chính ở cái đường cống ngầm này để giải quyết hai cái con còn thiếu trong cái bách khoa tuần tư. Thì để giúp tôi hoàn thành được cái bách khoa này thì mọi người nhớ cho tôi xin một like và một đường ký kênh nhé, và nhớ bật chuông để đón xem những video mới nhất nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nói chung là đi săn phun cá dưới đây á thì nó dễ chứ nó không khó mọi người, tại vì dưới đây nó có mấy con thôi. Ấy bóng năm nè mọi người ơi, đúng cái con còn thiếu luôn đó mọi người, cái con mà cá mập trắng khổng lồ thay ma vương miện đó. Nói chung là không biết lên vương miện hay không, nhưng mà bóng năm là được, tại vì mình đang thiếu cái con đó. Thì nói chung là xuống đây là con bóng bốn bóng năm hết luôn đấy. Dạ ok, lên con gì đây, con vương miện rồi, có vương miện rồi đó. Cá mập trắng khổng lồ thay ma có vương miện, phải trưởng có chữ nêu luôn kìa. Ôi giời ơi, không ngờ like và đăng ký kênh nó hiệu quả như vậy luôn mọi người ơi. Giờ ok, để lấy vía thì ai chưa like thì nhớ like, ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh luôn nha mọi người. Vía này to đấy mọi người ạ. À, và đó chính là cái con cá mập trắng khổng lồ thay ma có vương miệng. Như vậy là tôi lại thêm một con trong quách khoa tuần tư đó mọi người. Nói chung là vất vả câu ở trên, nhiều khi câu bóng sáu mọi người câu một tuần lễ không lên con nào có chữ nêu cả, nhưng mà xuống đây cái có chữ nêu liền, ghê chưa. Và đây chính là cái bộ sưu tập cá thay ma. Nói chung là dưới đây là nó chỉ có bốn con hiếm thôi chứ mấy, con rùa da nè, con hải cẩu nè, con cá sấu nè, và cái con cá mập trắng khổng lồ thay ma. Nên là bây giờ là chỉ còn thiếu mỗi cái con hải cẩu thay ma có vương miện nữa là xong. Nói chung là bữa nay là vẫn thấy hên. Bình thường á là mọi người biết không, là tôi đi câu mà tôi câu mà nát luôn á mọi người. Tôi thiệt luôn á, tôi câu mà mỗi lần là câu khu nghỉ dưỡng hay gì đấy là tôi câu nát khu nghỉ dưỡng, câu khu hải đăng là câu nát khu hải đăng, không lên con nào có chữ nêu cả, hoặc là tới cái giây phút cuối cùng nó mới lên chữ nêu nha. Nhưng mà không ngờ ngày hôm nay mới thả có hai con thôi, mới thả hai lần là câu được hai con, một con bóng bốn một con bóng năm, là có chữ nêu liền luôn đó mọi người ơi. Mà đặc biệt là con khó nữa chứ không phải là dễ đâu. Nói chung là thấy anh hên rồi đấy, nhưng mà không biết câu nữa cái con hải cẩu có vương miệng nữa hay không thôi nha. Dạ ok, đây chính là một cái bóng năm nữa mọi người ạ. À, giòn đó chính là một cái con cá sấu thay ma, một con cá sấu rất là xấu luôn. Nói chung là cá sấu là phải xấu rồi, còn cục đuôi nữa mới ghê chứ. Câu xong cái đợt này thì cái đợt tiếp theo nữa là phải đi câu cá đủ màu rồi. Nói chung là còn mấy ngày nữa thôi thì cá đủ màu nó đã xuất hiện, lại là bóng năm mọi người ơi. Ôi vãi trưởng luôn ấy. Nói chung là đang cần bóng bốn thì cứ lên bóng năm thôi mà. Ở bên kia có con sấu đẹp vãi trưởng luôn á trời, ghê thiệt. Giờ ok, nói chung là cái con đó là cái con gì, kitsune, con kitsune đó mọi người. Mà tôi thì không phải đại gia mọi người, tôi không có mấy con đó đâu. Mấy con đó thấy gọi là kiểu đại gia mới có đó. Trời ơi, bà đó ba nằm mà ba nằm mà chỗ quậy với con kitsune của bà kìa, thấy ghê không. Bình thường mà đi săn bóng năm thì cứ gặp bóng bốn mà bữa nay á là thật sự là đã săn xong cái bóng năm rồi, bây giờ là chỉ cần bóng bốn thôi, đâu cần bóng năm đâu. Mà nãy giờ cứ lên bóng năm liên tục luôn á mọi người ơi. Giờ ok, nếu mà lên thêm một con vương miện nữa thì tôi cũng chỉ có sướng thôi, chứ thật sự là tôi không có tiếc đâu. Rồi ok, cá mập trắng khổng lồ thay ma nữa, phải lứa con này tính ra là nó nhiều đúng không. Nói chung là dưới đây thì nó có mấy con thì có nhiều, nó cứ lên hoài vậy đó mọi người ơi. Dưới đây là tôi vẫn còn thiếu một con mà nó không phải là cá, nói chung là một chỉ là một cái con chuột thôi, nhưng mà đã bắt hai ba chục con rồi nhưng mà nó vẫn không chịu lên vương miện luôn á mọi người ơi. Đấy, đang tìm được có con chuột nào hay không, mà chuột nói chung là cũng ít nha, lâu lâu gặp một con à, mà chụp kiểu gì cũng không lên được vương miện. Mà cái con là chuột là cái nền trắng thôi chứ mấy đâu, mà nói chung là tôi vẫn còn thiếu đó mọi người ơi. Vẫn tiếp tục là một con bóng năm, chả hiểu nổi luôn á trời, cái gì vậy, đang cần bóng bốn mẹ. Ôi cái kiểu này mà nó thật luôn á, ra ngoài lên bờ la da, ra ngoài thuyền hay là ra hải đăng câu mà nó là bóng năm kiểu này cũng mừng lắm luôn á trời, vãi trưởng nó luôn á. Nó lên bóng năm không đây nè, còn con gì nữa đây, ôi đứt dây luôn, ôi vãi cái lúa. Giờ cái một ngày nữa là cho qua quá trời nhiều quà luôn rồi mọi người ơi, phải trưởng luôn đây nè. Hộp tò mò, hộp tò mò 30 viên kim cương. Ôi giời, ôi vãi trưởng, hộp tò mò 30 viên kim cương, kinh khủng, đi bật nơ. Rồi một cái rối cơ VIP bát mới luôn, không biết rối VIP bát này có cái gì đây, để xem thử coi. Có chiếc xe mọi người ơi, xe lăn rấu trúc. Giờ ok, đây chính là chiếc xe lăn gấu trúc nè. Đấy, bình thường là nó sẽ có chiếc cần câu hoặc là cây vợt đúng không, nhưng mà nói chung là cây vợt hay chiếc cần câu bây giờ nó nhiều quá. Nói chung là bây giờ là đi câu riết mình không biết dùng cái gì cho nó mọi người ơi. Và thêm những cái món trang phục mới luôn nha mọi người. Và đây chính là cái bộ trang phục mới nè mọi người, khá là đẹp, khá là đẹp đẹp
đẹp như bà Tám luôn á trời. Bà Tám bán đá bào phải trưởng luôn á. Cái gì vậy? Ôi hết thiếu nữ rồi, hết công chúa rồi, bây giờ là tới bà Tám luôn rồi nè. Ôi vải trưởng thiệt chứ. Và đây chính là một cái chiếc xe mới, đó chính là xe lăn Rấu Trúc đó mọi người ơi. Trước mắt là tôi thấy nó đẹp đó mọi người. Và sau khi ngồi lên thì y chang như là bù lão á trời. Bù lão mà kiểu mà giống như mà đi không nổi đó mọi người, là phải ngồi lên xe lăn. Ôi giời ơi, tào lao vậy trời. Đúng hợp luôn rồi đó mọi người ơi. Nếu mà công chúa thì ngồi xe lăn nó lại không hợp. Nếu mà bà Tám thì ngồi xe lăn thì hợp rồi đấy mọi người ơi. Tốc độ của chiếc xe này thì là 5,5, tăng tốc 7, độ gia tốc 1,5, một chỗ ngồi. Nói chung là cái tốc độ này thì cũng nhanh đấy. Quay trở lại cái trang phục cũ, vì cái trang phục kia nó đã làm tôi hết hồn. Thì nói chung là mỗi lần mà đi săn cá đấy là tôi thường hay đi bắt côn trùng. Nói chung là mỗi lần mà tôi bắt được cái con côn trùng hiếm gì đó rồi á, là tôi đi săn cá nó rất là dễ lên cái con cá hiếm luôn. Vâng, và tôi không gặp cái con côn trùng hiếm, nhưng mà gặp cái con ếch này thì nó cũng khá là đẹp đó mọi người ơi. Giờ ok, cái con ếch màu xanh này nè, cái con này là vẫn còn thiếu vương miện nè. Đó, vương miện cái coi, vương miện cái... Ôi, không có vương miện luôn. Nói chung là cái vợt này mọi người, nó rất là dễ lên vương miện luôn. Tôi đã test thử mấy lần rồi đấy, lần này nó hơi thất bại thôi. Không tìm được cái con côn trùng nào hiếm cả, nên là tôi đã quay trở lại cái đường cống ngầm để hít thở không khí trong lành nha mọi người. Vẫn tiếp tục là cái hành trình, đó chính là săn cái con hải cẩu thay ma có vương miện. Chỉ một con thôi à trời ơi, một con thì nó dễ cực kỳ luôn đấy. Mà nó cứ lên bóng năm hoài là sao vậy? Ôi lại là bóng năm nữa đây nè. Ủa nó tào lao vậy trời. Ôi đi xong bóng 4 cứ lên bóng 5 không à. Nó sức tào lao luôn á. Rồi cá mập trắng khổng lồ thay ma nữa. Ôi lên được con vương miện rồi, lên hoài luôn á trời. Giờ kia tôi đã nhìn thấy một cái con chuột rồi đây nè. Đó con chuột đó mọi người. Nói chung là chuột là một cái con mà nền trắng, nhưng mà đôi khi là mình vẫn ít gặp nó lắm nha. Xuống đây á mọi người, đi câu cá là lâu lâu gặp một lần. Nói chung là gặp lần nào tôi cũng chụp hết chân đấy, nhưng mà nó không lên vương miện. Nói chung là cái con chuột này thì nó cũng dễ thương đó. Giờ ok đó. Ôi vượt cống vương miện đây nè mọi người ơi. Thêm một con cho mắt hoa tàn thư thì nó cũng đỡ áp lực rất là nhiều luôn. Bình thường mà tôi hay đi chụp côn trùng hiếm đó mọi người. Nói chung là chụp côn trùng hiếm mà có vương miện thì nó rất là khó, nó rất là áp lực luôn, nên là thêm con nào đỡ con đó. Thấy có vẻ là chụp côn trùng nó có khả thi hơn đó mọi người ơi. Câu cá từ hồi nãy giờ, nói chung là mọi người coi thấy tôi câu mà có mấy con gì thôi, chứ thật sự là tôi cũng treo lâu lắm đấy. Tại vì treo lâu lắm nó mới lên một bóng, chứ không phải là treo mà cứ một phút một bóng như trên cái clip 10 phút này đâu. Nói chung là cũng câu lâu lắm, nên là tôi hay câu xong rồi tôi phải đi nghỉ mệt, tôi đi giải trí, tôi đi chụp mấy cái con côn trùng đó mọi người. Và rồi tôi đã nhìn thấy một cái con tắc kè hoa. Ôi giời ơi, tắc kè hoa nha mọi người. Hình như là còn thiếu vương miện thì phải đấy. Mấy con này lâu quá rồi không chụp không nhớ nữa mọi người ơi. Để xem tôi còn có thiếu vương miện hay không nha. Mà cái vườn này nó hay lên vương miện lắm, tôi nói thiệt luôn á. Tôi test miết rồi mọi người, nó lên vương miện nhiều lắm. Chụp 5 con là 3 con có vương miện đấy. Rồi đó, tắc kè hoa vương miện. Ghê chưa, mà không có chữ niêu. Ấy cha cha. Như vậy là cái con này đã có trong cái qua tuần tư rồi. Phải trưởng luôn mọi người ơi, tôi nhớ ra rồi. Hồi xưa đó mọi người, là nó ra cái thời mà tắc kè đấy, là tôi chụp chỉ có 2 con thôi, là nó lên cho tôi một con thường, một con vương miện luôn, là full luôn. Như vậy là đã chụp được một con côn trùng hiếm có vương miện thì đi câu cá thôi nha mọi người. Biết đâu mà chụp được cái con côn trùng hiếm rồi nó lên cho cái con cá hiếm có vương miện gì đó thì sao, đúng không? Thì ok, để xem thử coi, nếu mà lên được hải cẩu có vương miện thì đẹp. Đây bóng 4 nè mọi người ơi. Đấy, phải là bóng 4 mới được chứ, đang săn bóng 4 cứ lên bóng 5 hoài nhìn chán muốn chết luôn ấy. Giờ ok, để xem thử coi bóng 4, mà nói chung là bóng 4 mà cá hiếm đó nha, là cũng khó câu cực kỳ, nó táp và nó đi rất là nhanh luôn. Mà cá có vương miện thì nó cũng rất là dễ đứt dây. Đó, vương miện. Ừ, vương miện cá đuối đỏ thay ma vương miện. Ôi vải trưởng luôn, đi chụp tắc kè hoa vương miện chi cho nó lên con này có vương miện gì trời. Vâng, tiếp tục lại là một con bóng 5, bóng 4 ra được con làng rồi lên cái con đó thôi vậy trời. Nói chung là đi xong bóng 4 mà sau bóng 5, tính ra là bóng 5 ở dưới đây nó còn nhiều hơn bóng 4 thì sao đâu trời ơi. Mà tính ra tôi nhớ, ôi cái ông nội đó, ông nói thiệt luôn á, cái ông đó người nước ngoài, người Việt Nam vậy. Tôi ghét nhất là ai mà đứng trên người tôi câu lắm đó nha, mắc lịch sự. Thật sự rất là mắc lịch sự luôn ấy. Chỗ thì gọng mênh mông không đứng câu mà phải đứng trên người á. Bộ tính đê đê sao đó mọi người ơi. Nam với nữ thì đứng trên người nhau á thì câu thì nó thật sự rất bình thường, nó lãng mạn. Nhưng mà thật sự hai thằng trai đứng trên người nhau để mà câu thì nó ra cái thể thống gì, đúng không? Mà không hiểu sao mà suy nghĩ sao mà làm điều đó được, hay quá trời. Tiếp tục vẫn là một con năm, chả hiểu nổi luôn. Lên bóng 4 được con làng gì thôi luôn á trời. Bóng 5 này ha, nói chung là mình lên mà hãy đăng á, mà câu mình ra bóng 5 mà nó nhiều cái này á là thôi rồi, là mê luôn đó. Rồi ok, lên con gì đây? Cá mập trắng khổng lồ thay ma nữa.
quá trời nhiều luôn rồi mọi người ơi. Thiếu có một con thôi mà săn 3 ngày không lên, trong khi là ở đây là chỉ có mấy con thôi đó mọi người. Đừng nói mà thiếu một con ở cái khu nghỉ dưỡng nha. Trời là mọi người nghĩ rồi đấy, là bóng sáo đấy, thiếu một con ở đó thôi là săn là cũng phải một tháng, mà tôi thiếu là 10 con thì chắc là cũng phải một năm mới hoàn thành được cái bộ sưu tập ở cái khu nghỉ dưỡng đó mọi người ơi. Thôi thì trước mắt là giải quyết trong cái khu đường cống ngầm này cái đã. Cuối cùng thì bóng bốn nó đã xuất hiện ở đây nè. Nói chung là chưa bao giờ mà thấy mà đi săn bóng bốn mà nó vất vả như kiểu này luôn á trời. Nếu mà trong cái khu combine đó nha, khu combine thì chỉ có bóng bốn thôi. Nếu mà xong bóng bốn trong khu combine thì mình không nói, còn ở đây có bóng năm mẹ. Hệ cậu bất cực thay ma, không có vui miệng, phải ra lúa luôn. 3 ngày 3 đêm đi săn vẫn không được hệ cậu thay ma có vui miệng mọi người ơi. Nhưng mà hên là vẫn được một cái con cá mập trắng khổng lồ thay ma có vui miệng, nên là cũng an ủi được phần nào. Thôi thì video mình xin dừng đây nha mọi người. Xin chào và tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nha Nam với nha.